Vụ chặt chém 80.000 đồng một củ khoai nướng, người bán hàng làm việc với công an và bị xử phạt. Mới đây thì một vụ việc một nhóm bạn bị chặt chém ở Hồ Gươm, Hà Nội với giá là 80.000 đồng cho một củ khoai nướng khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Danh tính của người bán hàng với mức giá chặt chém nói trên là bà TT sinh năm 1985, quê ở Ninh Bình, thường trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Làm việc với cơ quan công an thì bà T thừa nhận đã bán 80.000 đồng một củ khoai nướng cho nhóm khách vào ngày 2 tháng 12 vừa qua. Theo đó thì nhóm khách này đã ăn 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 quả bắp ngô. Trong đó thì khoai được thu là 80.000 đồng một củ, trứng là 20.000 đồng và ngô là 20.000 đồng một bắp, tổng cộng là hết 580.000 đồng. Lý giải về mức giá trên thì bà T cho biết do giá nhập vào đã cao sẵn và phải nhập qua trung gian của một cửa hàng khác, ví dụ như là khoai nhập từ một lò bán bánh mì với mức giá là 40.000 đồng một củ. Công an phường Hàng Bạc cũng đã lập phiên bản và xử lý về hành vi chiếm lấn vỉa hè để kinh doanh, mức phạt là 2 đến 3 triệu đồng. Về hành vi chặt chém giá thu cao, cảnh sát cho hay là sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.